Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến với bản tin 18h30 phút chiều nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 7 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây với những tin tức thời sự cập nhật. Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, đoàn cán bộ của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến dâng hương hoa và các sản vật của quê hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong đó có phần mộ của các liệt sĩ là người con của quê hương Hưng Yên. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí một tấc không đi, một ly không rời. Chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành nghị quyết số 368 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Theo đó, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là trên 9.200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2027. Việc xây dựng tuyến đường kết nối di sản nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên, khai thác được quỹ đất dọc hai bên tuyến, thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên, hình thành tuyến đường liên kết vùng, kết nối các công trình di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng, Thăng Long, Phố Hiến, Tam Trúc, Bái Đính, Chùa Hương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành chỉ thị số 48 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy cơ quan tổ chức đơn vị, nhất là người đứng đầu chịu trách nhiệm, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kê khai lần đầu và hàng năm. Người kê khai giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập không rõ ràng, kịp thời, hợp lý thì dừng việc thực hiện công tác cán bộ và xử lý tùy theo tính chất mức độ vi phạm. Tăng cường giám sát kiểm tra thanh tra về lĩnh vực này. Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc, đảm bảo minh bạch khách quan, không xâm phạm quyền sở hữu tài sản của cá nhân. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2023 sửa đổi mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng. Thưa quý vị, năm học mới 2023-2024, nhiều trường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đối mặt với tình trạng thiếu phòng học do số lượng học sinh tăng cao. Năm học 2023-2024, số học sinh tuyển sinh lên lớp 6 trường Trung học cơ sở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào là 178 em, tăng 75 em so với số học sinh lớp 9 vừa ra trường, tương đương với học sinh hai lớp học. Trong khi đó, năm học 2022-2023 và những năm trước, nhà trường đã phải sử dụng toàn bộ các phòng chức năng mới đủ 14 lớp học. Việc phải tổ chức học 2 ca đã được tính đến, chưa nói đến vấn đề thiếu giáo viên. Tương tự như vậy, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, còn nhiều địa phương khác cũng trong tình trạng thiếu phòng học trong năm học này như các phường Bần Yên Nhân, Dị Sử, Phùng Chí Kiên. Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, số lượng trẻ bị tai nạn thương tích, đặc biệt là nạn đuối nước, gia tăng do độ tuổi hiếu động, sự bất cẩn của trẻ và sự thiếu cảnh giác lơ là chủ quan của người lớn. Có thể thấy nguy cơ tai nạn đuối nước luôn rình rập trẻ em. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 18 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó chủ yếu do tai nạn đuối nước với 13 trường hợp, tập trung ở các địa phương huyện Kim Động 4 trường hợp, còn lại ở các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu, thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào.
Bên cạnh sự tích cực của chính quyền các địa phương thì để phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em hiệu quả, các bậc phụ huynh cần có sự quan tâm sát sao đến con trẻ hơn nữa, cùng chung tay để trẻ có một mùa hè thật sự bổ ích và an toàn. Từ đầu hè đến nay, số lượng trẻ nhi mắc viêm não màng não nói chung phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có xu hướng gia tăng. Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị một số ca bệnh nặng phải thở máy. Bệnh viêm não ở trẻ em là căn bệnh nguy hiểm xuất hiện rải rác quanh năm. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, vào mùa nắng nóng, nguy cơ mắc bệnh sẽ gia tăng ở trẻ. Có thể nhận biết ban đầu so với bệnh khác là sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn, ý thức không lanh lợi. Cha mẹ cần cho con đi khám để được chẩn đoán điều trị sớm. Bên cạnh việc tiêm phòng đầy đủ, gia đình cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, thiết lập thói quen vệ sinh cá nhân ở trẻ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng để con có sức đề kháng tốt, phòng tránh dịch bệnh. Lô sản phẩm kem dưỡng trắng chống nắng nhãn hàng Hasumi vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm này do công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Ngọc Ý Châu ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Chí Minh sản xuất. Lý do thu hồi được đưa ra là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa thành phần chất bảo quản methylparaben và profilparaben. Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Ngọc Ý Châu phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối sử dụng lô sản phẩm nêu trên. Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết đã nhận được một số thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên quan đến vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn, thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến mạng lưới buôn người, bao gồm các hành vi mua bán nội tạng trái phép. Giới chức cho hay, cảnh sát nước này đã bắt giữ 12 người với cáo buộc đưa 122 người sang Campuchia để bán thận. Trong số những người bị bắt có một cảnh sát và một nhân viên phụ trách nhập cư. Theo đại diện cảnh sát Jakarta, các đối tượng được cho là đã tuyển dụng người từ khắp Indonesia thông qua mạng xã hội và đưa họ đến Campuchia để phẫu thuật bán thận với giá khoảng 200 triệu đồng. Những quả thận của họ sau đó được chuyển đến những người có nhu cầu ghép thận tại Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Trung Quốc và bán với giá khoảng hơn 300 triệu đồng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với lễ hội tắm bùn độc đáo tại Hàn Quốc. Tại lễ hội này, người tham gia không những có cơ hội được làm đẹp toàn thân mà còn có cơ hội kết nối với mọi người, thu hẹp khoảng cách địa lý, ngôn ngữ giữa người dân địa phương và du khách quốc tế. Lễ hội bùn là một sự kiện độc đáo tại Boryong, Hàn Quốc mà khách du lịch khắp nơi trên thế giới đều chờ đợi. Bởi lẽ những người tham gia lễ hội sử dụng bùn được đánh giá cũng giống như mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp. Được biết, ban tổ chức lễ hội đã lấy hàng trăm tấn bùn khoáng từ Boryong để phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Lễ hội thường niên diễn ra trong 2 tuần, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về bãi biển Daejeon và tham gia các hoạt động sôi nổi như ao tắm bùn, cầu trượt bùn, nhà tù bùn và thi trượt bùn, thậm chí là có thể tô vẽ cơ thể bằng bùn màu hoặc tìm cơ hội thành người may mắn trong cuộc thi đấu vật trên bùn. Một nhóm vận động viên nhảy dù ở Anh mới đây đã lập kỷ lục nhảy dù xếp hình lớn nhất nước này từ độ cao hơn 4.500m. Sự kiện do Hiệp hội Nhảy dù Vương quốc Anh tổ chức nhằm thúc đẩy việc tập luyện và phát triển môn thể thao này. Theo Hiệp hội Nhảy dù Vương quốc Anh, có tổng cộng 41 vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp tham gia sự kiện lập kỷ lục quốc gia tại sân bay Langa thuộc hạt Nottinghamshire. Các vận động viên đã nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao 4.572m so với mặt đất và rơi với vận tốc 193 km/h. Đoạn video được ghi lại từ máy bay cho thấy họ đã khéo léo kết hợp với nhau để xếp thành hình một bông tuyết khổng lồ trên không trung, sau đó hoán đổi vị trí và xếp thành nhiều bông tuyết khác. Đây cũng là màn nhảy dù xếp hình với số lượng người tham gia nhiều nhất từ trước đến nay tại Anh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18h30 hàng ngày của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.